Xin chào cả nhà, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn món thịt quay lá chanh nhé. Nguyên liệu của chúng ta thì gồm có thịt lợn này, đường, lá chanh, nước mắm, tiêu và tỏi. Ở miền Bắc thì hay làm món thịt quay lá mốc mật đúng không? Nhưng mà ở bên này thì không có lá mốc mật nên là mình sẽ thay lá mốc mật bằng lá chanh. Hương vị cũng rất là thơm ngon. Chúng ta cùng bắt tay vào làm nào. Đầu tiên chúng ta sẽ thái mỏng thịt lợn nhé, để chúng ta ướp gia vị nhé. Các bạn chọn thịt lợn cái nào có cả lẫn cả mỡ với nạc ấy, thì khi rán quay lên thì nó sẽ không bị khô. Cái này mình chọn hơi nạc quá. Sau khi thịt chúng ta đã thái mỏng xong thì bây giờ chúng ta sẽ ướp thịt nhé. Chúng ta cho tỏi băm nhỏ vào này. Cho 2 thìa canh nước mắm. Hai thìa đường. Giờ chúng ta cho một ít hạt tiêu nhé. Ta trộn đều lên và ướp trong vòng 30 phút nhé. Khi nào nướng thì chúng ta mới bắt đầu cho lá chanh vào. Món này mình sẽ quay bằng chảo. Mình sẽ nướng thịt bằng chảo. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành xiên thịt vào que để chúng ta nướng nhé. Lá chanh này thì mình sẽ cắt miếng ra vì cho cả lá nhiều quá ăn cũng không ngon. Một lá này các bạn cắt chia làm 3 hoặc 4. Chúng ta sẽ dùng xiên que để chúng ta xiên thịt nhé. Chanh. Lại thịt rồi lại lá chanh, cứ làm liên tục như thế đến khi hết thịt nhé. Chúng ta xiên lần lượt đến lúc hết thịt và lá chanh thì chúng ta sẽ đem lên chảo để chiên nhé. Bình thường thì ở các bạn ở ngoài Bắc hay chiên với lá mốc mật rất là ngon đúng không? Hôm nay các bạn có thể thử đổi vị bằng cách chiên cùng lá chanh ấy, để làm cho món ăn của mình thêm phong phú hơn. Sau khi chúng ta đã xiên thịt xong thì bây giờ chúng ta sẽ rán thịt nhé. Thịt này ngon nhất thì các bạn nên nướng bằng than hoa ấy. Còn nếu mà chúng ta không có than hoa thì chúng ta sẽ rán bằng chảo. Chúng ta cho một ít dầu ăn thôi. Phun nóng dầu lên, cho dầu ăn vào và chúng ta sẽ cho vào rán nhé. Chúng ta cho lửa vừa thôi để thịt được chín đều. Ta lật đều các mặt cho thịt được chín đều tất cả các cạnh nhé. Đây là sản phẩm của chúng ta sau khi hoàn thành nhé. Chúng ta có thể ăn kèm với rau sống hoặc với tương ớt, hoặc là chúng ta có thể kẹp với bánh mì ăn nó rất là ngon. Đây là một món ăn các bạn có thể làm cho cả gia đình ăn để phong phú thêm bữa ăn gia đình mình. Cũng rất là dễ làm đúng không ạ? Chúc các bạn thành công và ngon miệng.